Mấy ngày vừa qua chắc là bà con cũng đã thấy rồi, là cái nhóm người mà đang đi theo sư Minh Tuệ là càng ngày càng đông. Đó, đi quá đông. Ở cái thời điểm bây giờ là cũng đã hơn 70 người rồi. Thời điểm bây giờ là đi hơn 70 người rồi. Cực kỳ đông. À. Cái câu chuyện ở đây đó thì chúng ta phải là nhìn rõ một cái vấn đề như thế này. Nếu như một mình ông sư Minh Tuệ thì nó lại khác. Mà bây giờ cái số người mà đi theo ông đó ở rồi thích rồi cạo đầu ở rồi cái như là mặc cái như là những cái sắc phục đó vô rồi ôm cái nồi cơm điện đi như vậy đó là có vấn đề đấy, nó có vấn đề đấy. Mình phải hiểu rõ ông sư Minh Tuệ là một trong những vị đã từng xuất gia, ông có sư phụ rõ ràng chứ không phải là một trong những người mà tự ý đi tu. Những ngày vừa qua những hình ảnh mà liên quan đến là ngày xưa của ông, từ cái lúc mà ông kể như là vừa bước vào chùa cho đến cái lúc mà ông đi ra là hình ảnh đã lan tỏa rất nhiều. Cho nên cái bây giờ thật sự quý vị qua tất cả các tỉnh thành thì chúng ta thấy có một trong những cái mà chúng ta cũng phải rơi nước mắt. Mình tội nhất ở đây là cái lực lượng an ninh, mấy anh công an đó đi tới địa phương nào thì mấy anh công an cũng là một trong những cái lực lượng cực kỳ vất vả. Vất vả cực kỳ với nguyên cả một đoàn người như vậy đó. Thì đi tới địa phương nào là địa phương đấy cũng phải là ra cũng đã phải là cái như là để đảm bảo, thứ nhất là đảm bảo về cái an toàn lưu thông. Thứ hai là cái như là về cái an ninh. Thứ hai là an ninh và cái vấn đề là cái như là mục tiêu đó mà người ta cái như là bảo vệ đó là ông sư Minh Tuệ. Một trong những cái thời tiết thế này quý vị mà nguyên cả cái lực lượng chức năng mà đi ra để mà điều hành, đi ra để mà phân luồng, đi ra để mà bảo vệ cho một ông sư mà bên cạnh của ông sư là có nhiều người, mà những người này đó là mình không biết họ là ai. Những người này đảm bảo quý vị đó có người tốt có người xấu trà trộn vào đi chung với ông sư Minh Tuệ chứ không phải là người tốt không và cũng chẳng phải là người xấu không. 70 mấy con người đó có những người vì cái điều kiện gia đình, vì cái điều kiện cá nhân, vì có những cái mưu đồ riêng, vì có những cái mà cái như là toan tính của họ, ai đâu biết được. Ông sư Minh Tuệ ông không bao giờ ông biết được, mà lực lượng chức năng cũng không bao giờ biết được những con người này là từ đâu họ tới. Nó khổ là khổ vậy. Cho nên cái vấn đề bây giờ đó thật sự tôi rất thấy tội, là tội nhất là cái lực lượng chức năng đó người ta đi theo mà bảo vệ để mà đưa ông qua những cái đoạn đường mà trên địa phương của họ cực kỳ gian nan, cực kỳ vất vả. Cho nên nếu như mà một số quý vị đó mà tập trung, giả sử mà nước đồ đó mình giả sử mình đem tới để mà cúng mấy sư đó thì thôi cũng nên mà nó thật sự dành một phần nào đó để mà cái như là mình chia sẻ cho cái lực lượng chức năng. Dĩ nhiên là nó thật sự họ đủ khả năng nhưng mà vì đó là cái tình người với nhau, mình cũng phải là chia sẻ cho họ đôi ba chai nước để cho họ cũng là uống để mà giải khát, để mà họ hoàn thành cái nhiệm vụ. Đây là một trong những cái lực lượng vất vả nhất bây giờ, đó là cái lực lượng công an, cái lực lượng mà cái như là an ninh đó, mà cái mỗi khi mà ông sư Minh Tuệ là ông đi tới cái khu vực đó, quý vị thấy không, nắng cũng như mưa mà mưa cũng như nắng, thậm chí rằng lúc mà bà con mà cái là tràn vô để mà tiếp cận ông sư Minh Tuệ đó thì cả như là những người chiến sĩ trở thành một trong những cái hàng rào vững chắc để bảo vệ ông sư Minh Tuệ, người ta nắm tay xoay vòng luôn để bảo vệ ông sư Minh Tuệ đó. Đó, cái đó là cái lực lượng mà chúng ta thấy bây giờ đó. Gia đình của người ta giả sử ông sư Minh Tuệ đi tới chỗ nào thì người ta cũng không thể nào mà người ta nghỉ phép được. Gia đình giả sử có đám giỗ đám quả gì buộc người ta cũng phải ra để mà lo cho nó tròn cái nhiệm vụ. Đấy là một trong những chúng ta thấy trong những ngày vừa qua đó, lực lượng chức năng là cực kỳ vất vả. Cái vấn đề thứ hai, bây giờ cái nhóm người đi đông này đó, quý vị có biết là cái xuất thân của họ từ đâu hay không? Ông sư Minh Tuệ có biết hay không? Những người mà đi theo như mà tất cả các bà con Phật tử thì không nói, nhưng mà cái nhóm người mà đây đang đi theo sư Minh Tuệ đó, rồi có người tốt có kẻ xấu, có nhiều người là tôi xem một số thước phim đó
họ cũng tận dụng vào cái truyền thông để họ lên họ có những cái phát ngôn là tôi thấy nó không có lệch chuẩn, nó quá lệch chuẩn, nó không có phù hợp. Thế những cái phát ngôn và những cái hành vi của họ đó, thậm chí là có một số người đó làm mạch còn không biết mạch cái y luôn. Đó, có những người là gọi là chen cái quần đùi vô mà đi lên giống như nó thật sự nó phản cảm. Quý vị nhìn thấy cái gọi là cái y của ông Sư Minh Tuệ đó, một trong những cái y mà nó cực kỳ đẹp, từ cách ông quăng y cho cách ông mây y cực kỳ đẹp. Tôi thấy nguyên cả một cái như là nó thật sự ngoài ông Sư Minh Tuệ ra thì không có cái y ông nào mà đẹp bằng cái y ông Sư Minh Tuệ, mà người ta mặc nó thật rất lộn thọn, nó chẳng giống ai, nó đang làm xấu đi hình ảnh của ông Sư Minh Tuệ, đang làm xấu hình ảnh Sư Minh Tuệ một cách rất rõ ràng. Có nhiều người khoác y mà vẫn mặc cái quần xà loãng, có người là cái miệng lốp bốp là đầu đậu trần chân đạp đất mà dưới chân của họ đang mang dép, mà bản thân họ là đầu trần chân đạp. Quý vị thấy nó tào lao không? Đến thời điểm bây giờ chúng ta phải lên tiếng về những cái con người đang đi theo Sư Minh Tuệ. Đà. Cái miệng của họ là tôi bây giờ tôi từ bỏ tất cả mà bây giờ tôi phải theo sư phụ đầu đậu trần chân đạp đất, mà nhìn dưới chân của họ dư tích nó quay là mang đôi dép lơ, chân nào đạp đất, thậm chí cái phát ngôn và cái hành động thấy nó đã sai, nó đã không có phù hợp, đúng không? Mà Sư Minh Tuệ ông đâu có nhận ai làm đệ tử đâu mà phải gọi ông bằng sư phụ. Mình tôn kính ông là một ông sư vì ông là một trong những ông sư đã từng xuất gia có sư phụ. À. Chứ ông Sư Minh Tuệ hiện bây giờ đó, ông không có quyền để lôi kéo ai, ông không có quyền để mà yêu cầu ai là coi như là nên dừng cái hành trình, đúng quý vị. Ông chẳng qua ông có một lời khuyên ai về nhà đấy. À, cái hình ảnh ngày xưa mà một mình ông Sư Minh Tuệ ông đi đó, thể hiện một cái đi mà nó ung dung tự tại. À, nó thanh thản cho một bậc chân tu, đúng không? Còn bây giờ đó, còn bây giờ thì xin thưa quý vị, có nhiều người đó họ vì a dua, vì có những cái mưu đồ riêng, vì có những cái mục đích của họ mà mình chưa biết, họ trà trộn vào đi chung với ông Sư Minh Tuệ, họ đang trà trộn đi chung với ông Sư Minh Tuệ. À, có thể có một số kẻ nó sẽ lợi dụng vào cái thời điểm đó để phá đi cái hình ảnh của ông Sư Minh Tuệ. Và tôi cũng đã thấy một số hình ảnh nó cực kỳ phản cảm. Có một số hình ảnh nó cực kỳ phản cảm. Có một số kẻ là đang trục lại đằng sau, hoặc là kể như là hiện bây giờ có một số kẻ không phải đi chung với ông Sư Minh Tuệ, mà kể như là mượn vào cái sự việc của ông Sư Minh Tuệ, cũng là cạo cái đầu ôm cái nồi cơm điện khoác lên mình một cái áo như vậy rồi ra đó rồi cũng nhận tiền 38.000. Tôi có những cái clip mà đã coi như là thấy vấn đề đó đã có xảy ra. Yeah. Nó đang lợi dụng vào cái gọi là cái ông Sư Minh Tuệ để mà đi nhận tiền 38. Khi mà gặp một số anh em YouTube phát hiện hỏi đó, nó bảo rằng bây giờ cái chân nó đau quá, bây giờ cái người đang có bệnh, trên tạm thời xin đỡ một số tiền đỡ đi thế này thế nọ kia. Dĩ nhiên bất kỳ tôi nói quý vị đó, khi mà tấm cổ lại ai cũng có một lý do hết trơn. Đà. Cái lỗi này có phải là do ông Sư Minh Tuệ không? Tôi xin thưa quý vị, cái lỗi này đó không phải do ông Sư Minh Tuệ, mà cái này đó tôi đã từng nói rồi, ông Sư Minh Tuệ ông không có quyền mà cho ai hoặc không cho ai đi. Đi mà học theo Phật là quyền của người ta, đi bộ hành là quyền của người ta, miễn sao người ta có sức khỏe thì người ta đi thì ông không bao giờ ngăn cản được. Nhưng có một số người trong đám đông mà đang đi theo Sư Minh Tuệ đang có những cái phát ngôn lệch chuẩn, gây ảnh hưởng đến ông Sư Minh Tuệ, đang có những cách mà ăn mặc nó cũng là không có phù hợp, đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh một nhà sư. Người ta mặc thật sự, người ta mặc cái gọi là cái y như ông Sư Minh Tuệ thì nó khác, còn mấy vị kia là giống như nó thật sự mà cục kéo vậy đó, cái quấn qua cổ một vòng rồi thả từ lưa đó rồi đi. Ở đấy đã phải cách mặc y. Tôi nói thật sự, mình kể như là mình tự do tín ngưỡng,
Chứ đừng bao giờ mà bây giờ đó vì một cái sự mà cái như là A-dua mà đu theo ông Sư Minh Tuệ đó cực kỳ nguy hiểm. Đây là một trong những cái mà tôi đã thấy rồi, đang làm nguy hại, đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh Sư Minh Tuệ rất lớn. Thậm chí họ có những cái phát ngôn mà cực kỳ phản cảm. Đó, rồi cái như là tôi sẽ lập ra những cái phát ngôn đó, rồi có một lúc đó tôi sẽ công chiếu cho quý vị. Đó, đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ nhất á, là lực lượng chức năng cực kỳ vất vả. Tới địa phương nào là địa phương đó cũng phải vất vả đổ một hồi tráng thôi. Đó, mà đi miết như vậy đó. Một mình ông Sư Minh Tuệ là dễ xử. Đó, còn bây giờ nó đông quá. Đông quá mà bà con nữa, nhất là bà con hiếu kỳ nữa. Cho nên lực lượng chức năng là cực kỳ vất vả, cực kỳ gian nan. Cái vấn đề thứ hai, cái đám đông đó mà hiện bây giờ là trên 70 người đó, ở trong đó có một số người nha. Và tôi ở đây tôi không phải vừa đùa cả lắm. Có một số người cũng vì một cái mưu đồ riêng của mình mà trà trộn vô trong cái đó để mà thực hiện. Đó, đó là cái vấn đề thứ hai. Những người này đang có những nguy cơ, đang làm mất đi hình ảnh của một ông sư. Đó. Dĩ nhiên hiện bây giờ quý vị, hiện bây giờ thì chưa có những cái điều gì đáng tiếc xảy ra. Đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ rằng cái số người mà đi đâu là 9 người 10 ý mà con năm cha bảy mẹ. Chứ đâu phải là thật sự, đâu phải là ông Sư Minh Tuệ, ông biết được những con người này là thế nào thế nào. Đó. Cái gì đó là cái lợi dụng cái uy tín ông Sư Minh Tuệ thôi. Đó. Cái vấn đề đây là nó cực kỳ quan trọng. Cái vấn đề thứ ba này quý vị. Bây giờ là cái như là hơn 70 người đúng không? Cái số người này sẽ còn tăng. Sẽ còn tăng. Có thể tăng lên là cái như là 100 người, 150, 200, 300 là chuyện bình thường. Vì chúng ta cũng đã thấy rồi, từ một mình ông Sư Minh Tuệ mà bây giờ lên 74 người được, thì có khả năng cái con số mà lên hàng trăm người là tôi nghĩ là có. Cái này nó mới là căng mà. Cái này mới căng mà. Về an ninh, tất cả mọi cái là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đó. Về an ninh, hình ảnh ông Sư Minh Tuệ sẽ ảnh hưởng lớn. Nhưng qua địa phương người nào, qua địa phương cái bà con thật sự, nhất là cái vấn đề mà cung cấp thức ăn, cung cấp thức ăn kể như là cho cái đoàn người mà theo ông Sư Minh Tuệ đó, cực kỳ vất vả. Cực kỳ vất vả. Đúng không? Một hai người thì nó dở. Mà bây giờ tôi nói quý vị, mà nguyên cả bây giờ tôi đang giả dụ như mà đi theo ông Sư Minh Tuệ mà lên con số mà cả trăm người đi, từ 200 người trở lên đi, ông nội cho đi qua cái địa bàn nào mà thức ăn đâu mà cung cấp cho nổi. Thế thức ăn nào cung cấp cho nổi? Một người thì nó dễ, hoặc là đôi ba chục người thì nó dễ. Nhưng mà đã lên số trăm là đây là một trong những cái đang báo động về vấn đề mà cái nguồn thức ăn đó đã cung cấp cho họ. Bây giờ cung cấp sao? Đó, cái đông đen như vậy đó. Đó, rồi chẳng lẽ ra bây giờ nó thật sự nó cũng hơi căng chứ. Chứ cái này là mấy người đi trong đoàn cũng phải mấy người mà đi chung với ông Sư Minh Tuệ, xin lỗi là đoàn nha. Mấy người mà đang mà cố tình đi chung với ông Sư Minh Tuệ thì cũng phải có những cái ý thức của mình. Nếu mình tu không nhất thiết phải đi như vậy là tu. Nó đang làm phiền đến là những bà con Phật tử, đang làm phiền đến cơ quan chức năng, đang làm ảnh hưởng hình ảnh đến ông Sư Minh Tuệ. Ông Sư Minh Tuệ là một trong những vị tu chân chính. Còn mấy vị kia là mang tính chất là cái như là ăn theo. Nhiều lúc có ông là trốn nợ, có ông là trốn vợ trốn con, có ông là trốn cả bạn gái. Nhiều lúc có ông làm trốn tránh trách nhiệm. Chứ đâu phải là đi chung đó là một trong tất cả những con người đó là toàn tâm toàn ý như ông Sư Minh Tuệ đâu. Cho nên cái vấn đề quý vị, tôi nói thật sự đó, ở cái vấn đề mà cấp phát thức ăn hàng ngày cho mấy ông này mỗi khi ông qua đó là thật sự một trong những cái cực kỳ nan giải. Đúng không? Cực kỳ nan giải. Một hai người là nói ok, thôi cái chuyện đó nó bình thường. Đúng không? Mà người ta cảm thấy rằng cái sự là nó hoan hỷ. Nhưng mà cấp mà thật sự bây giờ cấp một số đông như vậy thì đây là một trong những cái người ta cũng méo mặt hết chứ. Đi qua địa phương đó thật sự là người ta phải là tờ mờ sáng phải lo nấu cơm đó, mà phải dùng giống như là dùng cái bẫy mà nấu cơm trong cái quân đội đó, phải dùng cái bẫy đó nấu cơm thật sự ra mới phát đúng.
Thế còn nấu mà cái nồi cơm điện nhà 1, 2, 3 người đó thì nấu cao lắm, sấp bát cao lắm là 4 người là hết quý vị. Đó. Cái đó cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng phải suy ngẫm. Có cái vấn đề này nó cũng hơi cực kỳ nhạy bén nè. Đó. Nếu như mà trong cái quá trình khất thực, ông Sư Minh Tuệ thì khác. Ông Sư Minh Tuệ có thể ông vô nhà nào đó, ông khất thực, thì đây là một trong những cái sự may mắn của bà con mà cả như là cúng dường trong Sư Minh Tuệ bữa cơm đó. Đó là một cái sự may mắn. Và những người đó họ tự hào. Họ tự hào đây là một trong những cái điều may mắn của họ mà được cúng cơm cho một ông sư, được cúng cơm cho một vị chân tu. Đó là cái điều may mắn của họ, họ tự hào. Đó. Nhưng cũng có một số kẻ lúc đầu á, là nó trà trộn vô trong cái chỗ ông Sư Minh Tuệ. Đó. Nha, lúc đầu trà trộn vô. Đó rồi cái như là loạn chọn giật lùi đó đó. Đó rồi cũng vô mà gõ cửa xin cơm. Đó rồi có những cái hệ lụy thì xin thưa quý vị, nó cũng là không thể lường trước được. Đúng không? Đã xã hội mà có người này người khác, có những người cái tâm của họ nó tốt thì không nói chi. Có những người cái tâm gọi là đã mang cái tâm tà đó. Tôi nói ông Sư Minh Tuệ là ông rèn luyện nay là 6-7 năm rồi, sức khỏe có, cái ý chí có, nghị lực có, và cái huệ nhãn ông có. Còn những người kia không phải mình xem thường họ, chứ họ mới mang chắc là họ vừa vô đấy là họ đi theo kiểu phong trào. Cho nên cái câu chuyện là nó sẽ có những cái hệ lụy sẽ xảy ra. Và ban đêm tôi nói quý vị nha, hiện bây giờ 70 con người đó mà vấn đề mà lo chỗ ngủ ban đêm là thấy cũng đã vất vả rồi. Ở vừa qua là bên chỗ là quý vị thấy rồi, 7-8 giờ tối vẫn đi tìm chỗ ngủ để cho cái như là nhưng mà nó thật sự nó cũng gặp nhiều cái nó cũng rắc rối. Nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng sau này mà cái đoàn nó lên đó mà khoảng là cái như là cỡ 150-200 người đó, cái chỗ ngủ cũng là một trong những cái rất quan ngại. Tới địa phương người ta ngủ thật sự quý vị, nếu mà ai cũng như Sư Minh Tuệ thì cái chuyện nó khác. Cái chuyện đó là cái như là xã hội yên bình, ai cũng như ông Sư Minh Tuệ hết là ngủ không cần phải đóng cửa, không cần phải dùng cái ổ khóa, đúng không? Vì ông buông bỏ không tham sân si, mục đích của ông là tu thôi. Ở trên mặt cả 200 con người mà đi theo Sư Minh Tuệ đó, đi tới địa phương người ta ngủ. Tôi nói thật sự quý vị, mà những người mà cái hàng xóm mà gần chỗ ngủ người ta cũng quan ngại. Người ta rất quan ngại đó. Mà lực lượng chức năng lại càng vất vả nữa. Đúng không? Cho nên nếu như mình yêu ông Sư Minh Tuệ, mình yêu ông Sư Minh Tuệ, mình tôn trọng ông, tôn trọng cái hạnh tu của ông, và mình thương những cái lực lượng cơ quan chức năng mà những ngày vừa qua đó quý vị, người ta cũng phải đổ mồ hôi đó. Người ta cũng phải đổ mồ hôi mà để mà nó thật sự để mà đảm bảo về cái an ninh, đảm bảo về trật tự. Thì mình cũng phải nên có những cái tiếng nói mà nó chân thành, phải có những tiếng nói nó công tâm dành cho những người mà đi theo ông Sư Minh Tuệ như thế. Đó. Ai mà giả sử như là mình cái như là đi tu mà đấy đó, mà cái như là trọn đời để mà hướng về đạo đó, nó có muôn vạn cách tu thì thâu, mình cái như là mình lo mình tập trước đi rồi mới tu sau. Tu tập mà anh tu mà anh không tập thì dễ gì mà anh tu đạt chánh quả. Anh phải tập, tu tập rồi tu hành. Anh chưa tu tập thì anh chưa có thể tu hành được. Ông Sư Minh Tuệ mà ông hành được đến bây giờ là thật sự ông có một cái thời gian là ông tập luyện. Còn mấy ông kia tay ngang mà nhảy vô sao được. Đó, ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Cho nên tôi cũng mong rằng nó cũng phải có những cái quyết sách. Đó, phải có những cái quyết sách để mà sàng lọc bớt. Phải sàng lọc bớt những cái anh mà thật sự bây giờ mà trà trộn vô trong cái chỗ ông Sư Minh Tuệ. Đó. Biết đâu quý vị, biết đâu nhiều lúc thật sự có một số thành phần nó không có là nó lương thiện, nó trà trộn đó, nó có những cái hành động cái như là tào lao thì ai đâu mà lường trước được. Đó. Và thậm chí có những kẻ phá hoại. Đó. Nó trà trộn đó thì cái việc gì sẽ xảy ra. Đúng không? Đó. Cho nên cũng phải có những cái quyết sách mà dành cho những con người này để mà dẹp bớt đi.
mình dẹp bớt cái nhóm mà đang đi theo ông sư Minh Tuệ, là đang bảo vệ ông sư Minh Tuệ đó, mình đang bảo vệ những chánh pháp đó. Chứ còn những cái nhóm mà đang theo ông sư Minh Tuệ, càng theo đông là ông sư Minh Tuệ càng có những cái ảnh hưởng cực kỳ lớn. Thứ nhất, ảnh hưởng đến cái đường tu của ông cái đã. Tôi nói một mình ông tự do, tự tại, ung dung, tự tại. À, là muốn tu ở đâu mình muốn, là tôi thật sự lúc ông cần ngồi thiền định là nó cũng tự do, tự tại. Bây giờ cứ đi riết vậy tôi hỏi thật sự cái số người càng đông bây giờ sao mà ngồi thiền? À, sao mà nhập định được? Đúng không? Đang đi vô gọi thật sự, tôi nói thật sự đang làm ảnh hưởng con đường tu ông. Và tôi nghĩ rằng cái con đường tu ông Sư Minh Tuệ hiện bây giờ đang ảnh hưởng đó. Từ một cái vị chân tu mà để là thực hiện 13 hạnh đầu đà, à, bây giờ đó, bây giờ là do cái nhóm người kia vô đông quá, bây giờ nó biến thành là một trong những cái trò gọi là đi phượt. Đúng không? Đấy, nó có những cái ảnh hưởng cực kỳ, ảnh hưởng con đường tu của ông Sư Minh Tuệ là một trong những cái là cực kỳ quan trọng, hiện bây giờ là đã có rồi đó quý vị. À, cho nên á, cái này cũng phải là cơ quan chức năng cũng phải có những cái quyết sách thôi. À, đã đến lúc phải có những cái quyết sách để mà sàng lọc bớt, phải sàng lọc bớt những người đi theo ông Sư Minh Tuệ. À, chứ không thể nào mà để mà đi một cách tự do như vậy. Ông Sư Minh Tuệ ổng không có quyền để cho ai đi và không cho ai đi, nhưng lực lượng chức năng là có quyền. Đúng không? Ít ra bây giờ anh ở đâu anh tới chứ. Anh đi tới ít ra bây giờ anh cũng phải có những cái giấy tờ tùy thân anh chứng minh. Ông Sư Minh Tuệ là một trong những người đặc biệt rồi. Vì ổng đi nay 6-7 năm rồi. À, ổng là một trong những trường hợp rất đặc biệt. Còn những người mà bây giờ mà trà trộn vô đó, à, biết đâu trong đó có những kẻ mà nó thật sự quý vị, nó hoạt động trong những cái vấn đề gì mà cái tàu lao bắt xế âm nậu ai đâu mà kiểm soát được đó. Cho nên á, mình mà tôn trọng cái ông Sư Minh Tuệ đó, mình thương những cái lực lượng cơ quan chức năng mà người ta phải đổ mồ hôi để mà đi mà để mà ăn, lo cho an ninh cái những ngày vừa qua đó quý vị, thì mình cũng phải có những cái tiếng nói nó cũng là rõ ràng. Để không thể mà để cho những người mà nó bây giờ mà tùy tiện đó, thích đó, là cái gì ôm nồi cơm điện cạo đầu lấy cái mền nó chạy đi là nó thật sự là ra đấy, ai cũng gọi bằng sư đó. Tôi không gọi mấy ông này bằng sư, trừ khi ông Sư Minh Tuệ đó, là tôi gọi ông bằng sư bằng thầy. Còn những người mà đi theo ông Sư Minh Tuệ tôi chưa bao giờ nó thật sự gọi ông bằng sư bằng thầy, gọi nó khó cái miệng lắm, gọi nó không được. Chỉ có một người mà ngồi ông Sư Minh Tuệ ra thì có cái vị mà Sư Minh Thiện vừa qua đó, à, cái ông mà từ Mỹ mà về ở rồi cũng vì mà nó thật sự cũng là bộ hành theo ông Sư Minh Tuệ ở mà có những cái điều mà nó hối tiếc, nó là sốc nhiệt rồi ông ra đi mãi mãi. À, thì đây là một trong những cái ông cũng đã xả thân cầu đạo rồi. À, đó là một trong những hình ảnh của một vị cũng đã xả thân cầu đạo, thì mình cũng tôn trọng, à, cũng gọi là âm một ông sư. À, thế còn những cái vị thật sự quý vị, nếu mà mình cứ như là cứ thấy ai mà cạo đầu ôm nồi cơm điện mà khoác cái mền lên mà cứ chạy ra đường ông sư hết thì đất nước nó sẽ nguy hiểm. Đúng không? Đất nước sẽ nguy hiểm. À, cho nên phải có cái sự sàng lọc ngay từ bây giờ. À, phải có sự sàng lọc. Mà chúng ta nói thật sự đã là cái sự thật thì mất lòng. Dĩ nhiên khi tôi lên tôi nói cái sự thật này, à, có một số kẻ mà đang có cái ý định mà ôm cái nồi cơm điện mà cạo cái đầu đó, mà dắt cái mền mà chạy theo ông Sư Minh Tuệ cũng tức tôi dữ lắm. Nhưng mà nó thật sự phải chấp nhận thôi. Đó. Mình tu thì phải nó ra cho tu. Chứ còn không thể đây là một trong những cái là đi theo phong trào đó. Đó. Rồi hiện bây giờ nó sinh ra cái trend quá vậy. À, sinh ra mấy cái trend là thật sự bây giờ mấy bà vợ là bà lo bà tìm cái chỗ bà giấu nồi cơm điện hết. Bà lo bà giấu nồi cơm điện. Mà ông chồng là cái thật sự ông khoác cái mền lên, ông cầm cái tâm đơ với là ông ôm nồi cơm điện là bà vợ theo đút cơm là đút chết ông nậu luôn. Đó, có nhiều cái trend mà nó hài hài như vậy. À, trời ơi, cứ nghĩ là cạo cái đầu đó rồi ôm cái nồi cơm điện rồi giọt ra đường đó khoác cái mền như ông Sư Minh Tuệ là một ông sư hả? À, cho nên cũng mong rằng cái cơ quan chức năng cũng phải có những cái quyết sách thôi. À, để mà mình sàng lọc bớt quý vị. Phải sàng lọc bớt. Đó. Đây là một trong những cái tôi nghĩ nên làm. Tôi nghĩ nên là để cho ông Sư Minh Tuệ ông ung dung tự tại, để cho ông tu
để cho ông tu trong một cái sự mà yên bình trong cái chánh pháp. Chứ còn bây giờ nó thật sự có nhiều người họ vô đó họ có ý đồ là phá ông Sư Minh Tuệ. Rồi vừa qua có cái chị nào ở Vũng Tàu đó, cũng là cạo cái đầu rồi cũng là khoác lên đó rồi cũng đi theo. Đúng không? Đó là một trong cái tôi cảm thấy rằng là nó cũng không có phù hợp lắm. Dĩ nhiên là cái đường tu ai cũng được quyền chọn cho mình một tôn giáo, chọn cho mình một sự tín ngưỡng. Nhưng đừng vì cái vấn đề mà A Du Cổ Sĩ vừa khổ cho mình, vừa khổ cho cái lực lượng cơ quan chức năng và vừa làm ảnh hưởng đến một cái vị chân tu như ông Sư Minh Tuệ là một cái điều nó không thể. Đó. Còn quan điểm của quý bà con như thế nào đó thì tôi không biết, nhưng quan điểm tôi là cũng phải nên mà sàng lọc bớt đi. Chứ còn khi mà cái đoàn mà lên khoảng cả 200-300 người, tôi nói quý vị đó, riêng cái vấn đề mà tới địa phương rồi đó mà người ta cấp thức ăn người ta cũng méo miệng chứ đâu đơn giản đâu. Đó không? Một hai người thì cái chuyện đơn giản, mà bây giờ lên số hàng trăm người là tôi thật sự là cái như là lúc đây là không phải là một cái sự mà hoan hỷ nữa. Lúc đây là cấp thức ăn cho họ không phải là một cái sự hoan hỷ nữa, mà nó là một trong những cái vấn đề khác đó. Cho nên cũng mong rằng đó, cũng mong rằng tất cả cộng đồng chúng ta có những cái tiếng nói cho nó gọi là nó công tâm. Riêng ông Sư Minh Tuệ, mình luôn luôn tôn kính, dành cho một cái sự mà tôn kính. Chứ còn những người mà ăn theo thì nó thật sự thôi cũng nên mà nghiên cứu. Cũng nên nghiên cứu. Dĩ nhiên trong đó có một số vị tôi thấy cũng ok lắm. Nhưng mà thôi, bây giờ mình lên tiếng thì nhiều lúc kết luận nó cũng hơi sớm. Chứ còn một số vị tôi thấy là cũng tào lao lắm. Một số vị thật sự là giống như là ôm cái mền với là cái nồi cơm điện đó rồi chạy ra đường giống như mà vợ lùa đó. Giống bị vợ nó đánh đuổi rồi bây giờ là vội vội vàng vàng ôm cái nồi cơm điện rồi khoác cái mền là chạy. Ông quấn vô thằng cố luôn chứ ông đâu có cái gọi là mặc y đâu quý vị, nhìn thấy nó chẳng giống ai hết trơn rồi. Hình ảnh ông Sư Minh Tuệ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều qua những con người này. Cho nên chúng ta đó cũng mong rằng bà con cũng phải có một cái nhìn nhận nó thực tế. Ai làm nó chịu nha. Mình phải nhìn nhận một cái thực tế là ai làm nó chịu. Mấy con người kia là ông Sư Minh Tuệ nè, ông không nhận là đệ tử. Ông không nhận làm đệ tử và ông cũng không có quyền mà cho đi hoặc là không cho đi. Cho nên bây giờ chúng ta phải có một cái sự mà nhìn nhận nó gọi là một trong những cái rào cản, nó phải là rào cản liền. Ai làm sai người đó sẽ chịu đó, chứ đừng bao giờ mà để ông Sư Minh Tuệ ảnh hưởng đó. Về cái tiếng, cái tâm, về cái tai tiếng là chắc ăn rằng đó, ai làm sai thì lại chịu, nhưng mà đang ảnh hưởng cái hạnh tu của ông đó, đang làm ông Sư Minh Tuệ đang ảnh hưởng hạnh tu rất nhiều, ngồi thiền cũng khó đó. Bó tay. Tôi nói ngày mai ngày mốt thật sự lên là trăm mấy là bình thường. Vừa qua là cái tỉnh Quảng Nam, ở tỉnh Quảng Nam cũng đã ra công văn, cũng là cái như là yêu cầu là không tụ tập đông người khi ông Sư Minh Tuệ đi qua. Tỉnh Quảng Nam đã có động thái rồi đó quý vị. Còn một số tỉnh khác thì tôi nghĩ rằng chắc người ta cũng đã có động thái đó, và bây giờ cũng phải nên có động thái mạnh sàng lọc, phải là chơi kiểu chọn lọc sàng lọc thôi. Chứ nhiều lúc thật sự quý vị, cái con người mà mình cũng khó biết là người ta vô đấy để làm gì, đúng không? Có nhiều ông mà ông tu trong chùa rồi mà nó thật sự ông cũng tàu lao, muốn chi là những ông mà cái như là một cái sự mà hiếu kỳ tức thời, rồi ôm cái nồi cơm điện rồi dắt cái mền chạy đi đó, rồi nó thật sự nó cũng không nói trước được vấn đề gì đâu. Nhưng chỗ ông Sư Minh Tuệ là tôi dành cho ông một cái niềm tin tuyệt đối. Cho nên thương ông Sư Minh Tuệ thì phải có một tiếng nói để cho những con người kia họ bớt đi, sàng lọc bớt đi, để cho ông tu tự do. Ông tu như ngày xưa chứ, ngày đi chứ rồi tối ngồi thiền để mà lấy lại năng lượng. Là cuối cùng quý vị thấy không, ngồi thiền nó cũng chẳng có ổn đâu. Thưa quý vị, cái buổi tối hôm nay thì tôi cũng xin phép là chia sẻ tới đây, và tôi cũng xin kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký, và quý vị nào chưa like, vui lòng cho xin một like để cho cái clip có sự lan tỏa, và vui lòng chia sẻ giúp để cho nó tiếp cận được nhiều người hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình trò chuyện.